Mời em ngồi. Được, tháo mặt nạ rồi đó cưng ơi. Thôi. Ôi, bạn trai mừng lắm, nãy giờ đeo mặt nạ cấn quá mà. Em chào chị. Sao, nãy mới nghe giọng bây giờ thấy mặt chị Tường thấy thế nào? Trời ơi, chị đẹp hơn trong hình luôn á. Đẹp hơn ở trong truyền hình luôn. Rồi, cảm ơn em, bây giờ chúng ta đến phần chào hỏi bạn gái kế bên nè. Xin chào chị Cát Tường, chào bạn gái bên kia, chào mọi người. Em tên là Tuyển, em đến từ Nam Định. Hiện em đang làm cái việc. Cái gì Tuyển? Em tên là Trịnh Quang Tuyển. Trịnh Quang Tuyển. Dạ, em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh, quê em ở Nam Định. Dạ, mình đang làm công việc hiện gì tại Tuyển? Em đang là tài xế taxi cho hãng Mai Linh. Ồ, bao nhiêu tuổi? Năm nay em 33 tuổi. 33 tuổi, dạ. Rồi, mời bạn gái. Xin chào chị Cát Tường, xin chào anh. Em là Tống Thanh Linh. Năm nay 34 tuổi. Em cũng sinh ra Nam Định nhưng mà em lớn lên ở Vũng Tàu với lại Sài Gòn. Ồ, hai bạn đều Nam Định hết. Đâu mình hỏi thăm vài câu thử xem mình có cùng quê gần nhà gì bạn, không? Bạn bên đó là ở chỗ nào Nam Định hả bạn ơi? Em ở thành phố. Thành phố mình cách thành phố mấy cây á, mình ở Ý Yên Nam Định hả bạn? Bạn biết Ý Yên không? Chứ không biết đâu, tại vì 5 tuổi em vô đây rồi. Thế bạn có hay về quê không ạ? Lâu lắm rồi. Thế gia đình bạn chuyển vào trong này hết rồi đúng không? Đúng rồi. Xí, bây giờ mình đang bạn hoài, nó không có tình cảm gì hết trơn. Bây giờ hỏi nè, nghe giới thiệu sơ bộ hình như là bên nữ lớn hơn bên nam 1 tuổi hả? Dạ. Nam sinh năm mấy? Em 86. Em 85. Nhưng mà bây giờ người ta nói á, vô chương trình trời đất ơi, một chút xíu tôi sẽ khám phá cái bạn trai này có nhiều nét đặc biệt lắm nha. Tôi thấy rồi, để đó chút tôi nói nè. Trời ơi, cái gì mà để móng tay dài sọc vậy? Sao đi cô gái mà cái gì mà móng tay dài dữ vậy nè? Xòe đó coi. Tại vì mà cái này nó em bên tài xế nó có nhiều cái vấn đề cần dùng móng tay. Thôi đừng có xạo, tôi không thấy cái tài xế nào mà để móng tay dài vậy trơn á. Tại vì khi mà em khi khách hàng đi bằng thẻ thì em phải dùng móng tay em cà thẻ như máy bốt nó bị hư đó. Cái này nó chỉ là để tính chất móng tay để làm công việc thôi chị. Thì cả một ngón thôi sao mà tới ba ngón? Thì ví dụ một ngón này nó khó quá thì mình lại lấy ngón này mình cà. Ôi đây tôi chưa bao giờ nghe luôn á. Lát nữa em coi thử coi em có chấp nhận mấy cái ngón tay này không nha. Nha. Hồi nãy chị chưa nghe rõ là em là công việc gì? Em làm bên dịch vụ khách hàng của ngân hàng. Làm ngân hàng. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh thì nói chung em vui vẻ, hòa đồng dễ hòa đồng với cái công việc mới hoặc là đồng nghiệp mới. Với lại em cũng biết nấu ăn chút. Yêu chuyện nhỏ. Được. Còn điểm yếu thì hơi nóng tính một chút xíu. Nhưng mà em dễ giận mà em cũng dễ mau thôi. Với lại không dễ nhớ mặt người, hay quên mặt người lắm. Ồ, vậy đó hả? Thì hay quên em thì sao chị? Thì em phải làm sao cho người ta ấn tượng, người ta đừng có quên chứ, đúng không? Rồi. Người là người bình thường người ta mới quên. Chứ còn cái người đặc biệt sao mà quên được. Ăn thua là bản lĩnh của mình có hay không thôi. Thế em có sở thích gì không? Em thích chơi game. Em chơi game 3D. Đồ họa nó dễ thương lắm. Chị chơi game đâu nhất thế là chị Pika đánh đấm gì đâu. Có thể là chị vô đó chị mua đồ mặc thời trang xong rồi đi chụp hình tự sướng các kiểu. Là thức khuya là để rồi thức khuya chơi game. Cũng không nhất thiết phải thức khuya chị, chừng nào mà bạn bè tụ tập đông quá mới thức khuya chút thôi, còn không tầm 12 giờ đi ngủ được rồi. Rồi, thế còn em? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì em sạch sẽ này, biết nấu ăn, biết nấu được những món gì? Nói chung là tất cả các món người miền Bắc mà người ta nấu được thì em sẽ nấu được. Ở đây sáng mắt ra rồi. Người ta nói là con đường mà đi đến trái tim là phải thông qua bao tử nha. Đúng rồi. Bạn gái mà quen em thì việc mà nấu ăn rồi dọn nhà là em có thể làm được hết. Nhưng mà tôi thấy ấn ớn thì sao, ổng làm ổng sạch sẽ, ổng thích nấu ăn mà cái móng tay ổng dài sọc vậy nè, rồi đất đai nó bám vô chổng. Móng tay em đâu có đất đâu chị, cái này nó chỉ là hình thức làm bình thường, ví dụ em mà đây là tay trái mà chị. Rồi ổng nấu ăn rồi ổng có bơi móc đồ ăn của người ta không? Điểm yếu của em thì em hay ngủ nướng thôi chị. Tại vì bình thường cái thời gian công việc của em, thời gian là em làm rất là nhiều. Em làm 48 tiếng rồi em nghỉ 24 tiếng. Thì sáng thì em thường là 5 giờ dậy là phải đi giao ca, nhận ca. Thế rồi nếu mà hẹn hò thì em nghĩ mình sắp xếp cái thời gian để đi chơi với bạn gái thì mình sắp xếp như thế nào? Như ngày trước em cũng có quen bạn gái, tại vì cái thời gian của em nó ít, với lại em hay quên.
bạn gái hẹn em đi chơi á, hay là đi xem phim thì em cũng hay quên và hay trễ giờ. Trễ giờ đó là do cái tính chất công việc của em thôi. Thì mình phải rút kinh nghiệm vậy, mình hẹn bạn mình phải trừ hao chút xíu. Chứ thường thường mà bắt gái đợi là người ta không có vui đâu. Thế nên thà mình hẹn trễ một chút. Thế người ta mới không thông cảm được cho mình. Đó, thôi bởi vậy. Thì em mong sao ví dụ có bạn gái bên kia nếu mình có duyên gặp nhau thì bạn lại cho mình cái thời gian nó cao su một chút. Cao su. Thôi chút xíu cái thời gian hai bạn thương lượng với nhau nha. Dạ. Bây giờ sẵn em nói tới bạn gái trước đây thì mình hỏi vô tình trường luôn. Tình trường em gái như thế nào? Em thì từ trước đến giờ em quen không có nhiều. Tính theo độ tuổi thì chắc cũng 2-3 người thôi. Nhưng mà cũng không có sâu đậm gì hết. Tại vì em lúc mà thí dụ như bên đó xác định tiến tới nhưng mà em lại cảm thấy chưa có sẵn sàng đó. Ủa thế bây giờ bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Bây giờ thì chắc chắn rồi. Giờ có tuổi rồi, tuổi đúng này rồi. Là có con có cái rồi ha. Nếu mà được thì bao lâu em tiến tới hôn nhân được? Nếu mà đúng người. Đúng người, em nghĩ là chỉ cần mình thấy hợp á, đi hợp thì 6 tháng là đủ rồi. Trời sao nhanh thế ạ? Em thì em muốn bao nhiêu, theo em bao lâu thì nó sẽ phù hợp? Theo em chắc chỉ cần, ví dụ như mà mình hợp nhau rồi chỉ cần 3 tháng thôi chị. Ông, được đấy, không vui, vui, vui đúng không? Nãy giờ nói chuyện thấy cười không à, vui vẻ, được. Nhưng mà đã chuẩn bị có đầy đủ điều kiện để đám cưới chưa? Kinh tế, chỗ ở này em kia. Em thì hiện bây giờ thì em đang sống với lại em trai. Nhà thuê hay sao? Dạ vâng, bọn em thuê một cái nhà nguyên căn lớn lắm. Thế bây giờ lấy vợ thì bây giờ rồi có tiền bạc gì rồi tổ chức? Chắc là thời gian đầu thì vẫn đang ở chung đi chị. Mình dần dần. Tại vì em cũng muốn là khi mà có gia đình thì em cũng muốn là ở trong này chứ không về quê. Muốn lập nghiệp luôn trong này, không có về quê đúng không? Vậy chúng cùng hợp với bạn gái rồi. Bạn gái thì chắc chắn là lập nghiệp trong này luôn rồi, đúng không? Gia đình vào đây hết rồi. Tình trường sao? Mấy mối tình rồi? Em thì 2 mối tình rồi. Mối tình mối tình đầu tiên thì em yêu cô đó là cách em một giáp thôi chị. Mình nhỏ hơn em giáp hay lớn hơn em giáp? Nhỏ hơn em một giáp. Nhưng mà người thế là gia đình người kia không chịu thì em cũng chấp nhận thôi. Em mối tình mới đây thì tại vì người ta là theo bên đạo. Em thì không muốn theo đạo. Em có đạo không? Dạ em không đạo. Vậy là được rồi. Thế mình mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em muốn một người bạn gái là truyền thống, biết lo cho gia đình. Nó chỉ đơn giản thế thôi chị. Và cho chị mượn tấm hình của em coi. Về ngoại hình em muốn tìm một người như thế nào? Ngoại hình à chị? Ngoại hình như chị Cát Tường là được rồi. Khó lắm, chị mập lắm em, chị già rồi em. Như thế là đẹp mà. Em phải thấy không? Như thế đẹp. Tớ ốm quá cũng khó coi. Thích có da có thịt phải không? Rồi đây em nhìn coi trong ba cô gái này có ai là cái người đúng cái gu của em không? Hãy cảm nhận, hãy linh tính mách bảo thử coi cô gái bên kia là người như thế nào. Còn em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Sao? Em thì em mong muốn là tìm được một người bạn là chung thủy, có trách nhiệm. Nói chung biết sửa chữa điện nước ha. Ôi, cái đó là nghề của em. Rồi, gì nữa? Hồi nãy bạn nói ưu điểm của bạn là nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa là em thấy ok lắm rồi đó. Những cái điện nước kia hư hỏng là vặt trong nhà thì mình có thể làm được. Đây, tìm thử xem, cảm nhận lên tính mách bảo có trọng không? Cho cổ một cái gợi ý đi, bây giờ mỗi người cho một bên một cái gợi ý đi, hình cũng ít người thôi. Cho bạn ấy một cái gợi ý để chọn em nè, trong tấm hình này nè, em có đặc điểm gì? Một đặc điểm coi. Nhìn có vẻ sắc nhất trong ba bạn. Sắc nhất trong ba bạn. Sắc. Còn sắc em? Sắc xảo chứ không phải là nhan sắc. Sắc xảo á chứ không phải là nhan sắc nha. Nhạy bén, sắc xảo, nhanh nhẹn á, hiểu không? Thế à. Còn em cho. Còn em thì em hơi nhỏ người. Hơi nhỏ người. Rồi tìm đi. Đây bạn này. Bạn đó. Ủa rồi ai ở bên che mặt là vậy? Bồ cũ hả? Bạn đâu? Không biết. Không có thể. Cái tấm hình đó là chụp cùng với lại có bạn gái cũ á, với lại bạn bạn của bạn gái mới với em. Cái gì sao rối được coi sao bạn gái cũ bạn gái mới gì sao đâu nói lại. Có nghĩa là bồ của em trước á. Mới với lại bạn của bồ em. Đó với lại bạn bồ của em. Rồi bạn của bồ em. Vâng, bồ cũ thôi, chia tay rồi chị. Nhưng mà bạn của bồ em thì có phải bồ em luôn không? Không. Có nghĩa là bạn gái đó có bồ á, là bạn trai á. Chị Cát Tường hiểu chưa? Có nghĩa là em đi ăn uống này chung với bạn gái cũ, với bạn trai của bạn gái cũ. Dạ đúng rồi. Vậy là ai là cái người bịt mặt, che cuối cuối cái mặt là ai vậy? Đó là em dâu của em. Hiểu rồi.
Có nghĩa là trời ơi, đi nhậu chung với bồ của bạn gái cũ bình thường, có gì đâu, chuyện nhỏ. Tưởng đâu đi chơi với hai cô cũ cô mới, nên cô cũ cô che mặt lại, hay là cô cũ cô khóc hay là cái gì. Rồi, tìm ra chưa? Đây, cho em suy nghĩ đây. Rồi, ok. Và bây giờ chị sẽ mở cửa trái tim ra để các bạn xem cái cảm nhận đầu tiên của mình ngày hôm nay đúng hay sai nha. Mở cửa trái tim. Chào ạ. Sao? Em bạn thấy thế nào? Dạ, em thấy khác với trong hình hơn. À, em chọn trúng hay chọn trật? Em chọn trật. Trật hả? Trúng là ai đâu? Trúng là đây ạ. À, đúng rồi. Còn em chọn đúng hay sai? Đúng. Đúng, chọn đúng anh tính giữa. Vậy là giỏi hơn chị. Tại vì cái đặc điểm của em hơi nhỏ nên là cũng dễ nhận đúng vậy không là chị? Người phụ nữ người ta nhạy cảm hơn ha, linh cảm đúng hơn. Quan điểm của em về người yêu cũ là như thế nào? Tại anh đang nhân tiện nhắc tới người yêu cũ đó. Bây giờ nếu em quen một người bạn trai mới mà em quan điểm về người yêu cũ của anh ta đó, em có những cái suy nghĩ như thế nào? Em không có suy nghĩ gì hết. Tại sao mình phải quan tâm đến người yêu cũ? Mình quan tâm cái mới với lại sắp tới như thế nào đúng. Thôi anh đang quen mình mà anh có mới nên mới sợ đúng không? Kiểu như là khi ngày trước yêu nhau mình không đến được với nhau thì mình làm bạn bình thường cũng có sao đâu đúng không chị? Nhưng mà em thấy là những lứa tuổi bây giờ người ta thường thường là như thế á. Chứ không quan niệm như ngày trước nữa. Anh đến anh có một cô. Cảm ơn anh. Rồi bây giờ vậy, chị Tường sẽ cho hai bạn một chút xíu thời gian để tâm sự riêng với nhau và thưởng thức một bữa ăn trưa rất là ngon tại nhà hàng Dimagic nha. Bây giờ các Tường mời các bạn thưởng thức món sườn nướng BBQ tại nhà hàng Dimagic nha. Rất là ngon, nhìn rất là hấp dẫn đúng không? Tường không có được ăn, bây giờ Tường ra ngoài kiếm gì ăn đây, không lẽ ngồi đây nhìn hai bạn. Nhớ nha, vừa ăn nhưng mà phải vừa tâm sự với nhau, tìm hiểu với nhau. Ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại ha. Dạ. Ok. Ủa, anh mời em. Dạ, mời anh ạ. Cảm nhận qua em về anh như nào? Có giống em tưởng tượng không? Không giống tưởng tượng lắm, nhưng mà thấy nhìn thấy cũng hiền lành, cũng hiền. Dễ thương. Thấy à? Anh thì thấy, anh nghĩ em 85 đúng không? Là em nhiều hơn anh 1 tuổi đúng không? Đúng rồi. Anh nghĩ em là nó cũng nghĩ hơi khác một chút, nhưng mà không ngờ em lại trẻ như thế. Cảm ơn nha, coi như đó là lời khen ngợi. Hiện tại thì anh vẫn đang là ở nhà thuê, chưa có nhà chính thức á. Ba mẹ em có chấp nhận kiểu như thế không? Ba mẹ quan trọng là nuôi được em với lại đối xử tốt với con gái ba mẹ là được rồi. Nhà em đông anh em không? Nhà em có 3 anh em. Em là thứ mấy? Thứ 2. Trước em là anh trước, hai à? Trước là anh trai, rồi sau có một em trai nữa. Thế là em là con gái duy nhất trong nhà? Đúng rồi. Chắc ba mẹ em chiều em lắm hả? Chiều thì cũng được, cái gì cũng nhường hết trơn á. Thế hả? Anh hay đi ở ngoài như vậy thì cho họ chút xíu thôi. Là có dễ sao động bởi các khách hàng nữ xinh đẹp không ha? Rồi anh thường xuyên nhưng mà anh không sao động. Thường xuyên gặp có thể là có những người phụ nữ họ còn quyến rũ mình cơ. Nhưng mà tại vì mình cảm thấy cái nghề của mình không phù hợp với công việc của người ta. Mình nói chung là chỉ là gọi là tháng qua với lại cái nói chuyện để mình giao tiếp nhau. Đồ ăn ngon không? Dạ, đồ ăn ngon chị. Ngon hả? Nãy giờ vừa ăn nhưng mà cũng tâm sự được nhiều phải không? Dạ. Khi mà mở cửa trái tim ra đó thì cái cảm nhận đầu tiên của em là như thế nào? Em cho bạn gái nói cảm nhận trước rồi, đi chị. Rồi cho bạn gái nói cảm nhận trước. Nói chung không có gì không hài lòng hết trơn á. Không có gì không hài lòng. Đúng rồi. Đó là một lời khen dành cho em đó. Đúng không? Nãy chị hết hồn nó tưởng không có gì bất thường á, là hơi mệt nha, nhưng mà không có gì không hài lòng là được. Nhưng mà với cảm nhận của em thì em cũng thấy có một cái sự nào đó nó rất gần gũi chị. Tại em... Đúng rồi, tại chị ở ngoài chị thấy hai bạn nói chuyện rất là rôm rã. Có nhiều người mở ra là không có chị Tường là ngồi im re luôn, rụt rè lắm. Đưa cho ảnh coi cái ngón tay của ảnh chưa? Thấy rồi. Sao? Phát biểu cái cảm nghĩ đúng là để quẹt thẻ gì đúng không? Đúng rồi, hơi kỳ kỳ. Nếu em không thích anh có thể bỏ, như sau này cái công việc của anh nó bắt buộc phải như thế. Nếu không thích thì... Nói chung em biết tại sao cái ngón tay út để móng tay thì em biết. Tại vì nhà em... Nhưng mà đâu có cần dài dữ vậy, ngắn lại một chút. Chú ơi, cà thẻ như kiểu mình cà thẻ điện thoại đó. Thôi được rồi. Thôi cái đó từ sau. Cắt đi em. Bữa nào canh ngủ trưa thì mình qua mình rình cắt đi. Ngắt như vậy cũng cào được rồi đúng không em? Vậy là được rồi, đâu mà dài sọc vậy. Em có món quà tặng bạn gái. Rồi tặng đi, món quà gì? Em có bài hát. Tinh thần. Nhưng mà em chỉ hát một khúc để tặng bạn. Cặp này vui nè. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh, cho anh cuộc sống mới đầy ấp tiếng cười rộn vang.
Cho anh sự bình yên, được ấm áp mỗi khi đêm về. Cho anh ngàn nụ hôn chấp cánh ước mơ bay thật xa. Em có muốn tặng anh gì không? Em thì hát thì tông cao, tông thấp, tông trầm nó chỉ đánh ra một tông ngang thôi à. Nên em không có hát được à. Thôi em đọc thơ đi. Rồi đọc thơ đi cho nó lạ. Em thích truyện Kiều nên thôi. Mà em nghĩ chắc mọi người thì ít đọc khúc giữa hoặc là những khúc miêu tả thôi. Em đọc đầu đi. Rằng năm gia tỉnh triều Minh, bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng. Có nhà viên ngoại họ Vương, tư gia xích sĩ thường thường bậc trung. Mô tả hai cô con gái ha. Đầu lòng hai ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Mai cốt cách tuyết tinh thần, mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười. Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang. Hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Kiều càng sắc sảo mạnh mà, do bề tài sắc lại là phần hơn. Vậy thôi. Hay không? Có đọc truyện Kiều không? Em có. Em thấy bạn này giống ai trong truyện Kiều? Hồi nãy chị có chỉ gì đó. Thúy Kiều, Thúy Vân. Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Đừng có làm Thúy Kiều em. 15 năm rồi, Giang Quân lận đận lắm. Đúng rồi, em thích em là Thúy Vân. Nha, để chị làm Thúy Kiều cho. Sắc sảo mạnh mà. Sắc sảo mặn mà. Bây giờ chị Tường sẽ cho các bạn đã vui là càng thêm vui, bóc thêm một cái lá thăm đọc lên trong này để yêu cầu bạn người đối diện thực hiện những yêu cầu trong này nha. Đó, ok chị. Bạn hãy thuyết phục cô gái để được hôn và nắm tay cô ấy. Bây giờ em làm luôn hả chị? Chứ giờ sao giờ? Em cho anh cơ hội được không? Cơ hội gì? Nói cơ sao? Cơ hội để được nắm tay em. À, nắm tay ok. Như này được không chị Tường? Thì phải cảm nhận chứ. Em thấy bàn tay của bạn ấy ấm. Ấm? Thế em gái có cảm nhận gì không? Dạ tại máu em nóng nên ấm là đúng rồi. Thế em có cảm nhận gì ảnh trên bàn tay ảnh không? Dạ cũng bình thường. Rồi bình thường là mệt lắm, tôi không có thích cái từ bình thường lúc nào hết trơn á. Sao lại bình thường? Nó phải có cái gì bất thường. Đúng rồi. Bạn hãy yêu cầu bạn nam nói ra 3 tật xấu nhất của bản thân. Có gì xấu anh nói hết ra đi. Không cần 3 đâu, nhiều cũng được. Thế em nói tật xấu hả? Tật xấu của em là em không thích giặt đồ. Em thích giặt ngoài tiệm. Thì cái đó cũng được, thật ra cũng không phải là tật xấu. Tại thanh niên mà không có vợ chăm sóc thì nhiều khi mình nhờ hỗ trợ bên ngoài thì những cái tiện ích tiện lợi cũng được. Cái đó không phải là tật xấu. Có tật xấu gì nữa không? Khai thiệt đi. Nhậu nhẹt hút thuốc gì đó. Em có hút thuốc và cà phê. Tại vì em hay thức khuya nên... Có nhiều quá không? Ngày em uống 2-3 ly hả chị? Có thuốc lá mà ngày mấy điếu, mấy gói? Thuốc lá chắc ngày nửa gói. Đêm tại vì nó hay buồn ngủ lắm chị. Em sợ chạy xe mà buồn ngủ thì sẽ ảnh hưởng đến lúc chạy xe nên là em thường thuốc cà phê. Ở nhà thì em rất ít khi em hút thuốc. Rồi sau này khi có con nữa là tự nhiên cũng phải bỏ à? Dạ vâng. Rồi, bây giờ chị Tường muốn hai bạn hãy nhìn vào nhau, nhìn thẳng vào nhau. Hai bạn hãy nói cảm xúc của mình. Hiện tại và lúc này mình đang nghĩ điều gì? Mình mong muốn điều gì? Mời bạn trai, cái này thì phải nói trước. Em cho anh một cơ hội để được gần em. Để có thể thời gian đầu thì mình tìm hiểu nhau, anh cũng muốn thời gian dài để anh được chăm sóc và lo lắng cho em. Thì em hãy cho anh một cơ hội để chúng ta đi đến với nhau được không? Được đồng không? Ý. Chút trả lời. Trời, đồng ý luôn à hả? Em có cảm nhận gì, suy nghĩ gì trong giờ phút này? Cảm nhận về người đàn ông này như thế nào? Em thấy anh cũng hiền lành, có thể là chân thật. Thì hy vọng là mình có thời gian tìm hiểu nếu mà được thì sẽ tiến tới. Cảm ơn hai bạn rất nhiều về những cái chia sẻ cũng rất là thẳng thắn và rất chân thành ha. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Mặc dù là chị Tường cảm nhận hai bạn cũng khá hợp nhau, nhưng mọi người lưu ý cái nút bấm này rất quan trọng nha. Chúng ta bấm nút là đồng ý tìm hiểu và tiến tới hôn nhân, không phải bấm nút để kết bạn ha. Suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình, với sự chứng kiến của rất nhiều khán giả đang theo dõi chương trình và người nhà, bạn bè, đồng nghiệp của mình cũng thấy cái giây phút này nữa. Phải thật sự là chín chắn khi đưa ra cái quyết định. Sau khi chị đếm 3 tiếng, đồng ý thì nhấn mạnh vào nút bấm. Nếu không đồng ý thì lấy tay ra. Em suy nghĩ kỹ nha. Suy nghĩ kỹ chứ, chuyện cuộc đời của người ta mà bạn khéo lo quá. Nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Mời hai bạn đứng ở bên đây, nắm tay. Bây giờ em có thể hỏi bạn gái là bạn gái đã suy nghĩ kỹ chưa? Em suy nghĩ kỹ chưa?
suy nghĩ kỹ rồi. Như vậy thì bạn có quyền hôn lên má bạn gái một cái để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta trở thành một cặp đôi. Em có đồng ý cho anh hôn mà. Ok. Rất dễ thương. Thì tôi mai mốt mà gặp cặp nào cũng dễ như vậy thì đỡ biết mấy. Gửi tặng cho hai bạn những chiếc vé xem phim của hệ thống xem phim Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Đến đây để thưởng thức những bộ phim thật hay nha. Là một cái không gian để các bạn có thể tìm hiểu nhau kỹ hơn. Chúc hai bạn biết đâu 3 tháng, 6 tháng nữa báo tin vui cho Cát Tường ha. Báo tin vui cho chương trình nha. Bây giờ thì chúng ta phải tạm biệt thôi. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ rất là quen thuộc, 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nha. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại.